lướt sàn FVC, mua bán sinh vật cảnh trong tầm tay. Sàn FVC, mua dễ dàng, bán nhanh gọn. Như sau, tình hình phong trào sinh vật cảnh nói chung, thị trấn Văn Giang là một vùng đất văn hiến, người dân thị trấn tích cực lao động và học tập, mạnh dạn đi đầu trong phong trào đổi mới về mọi mặt ở nông thôn, quê hương có truyền thống lâu đời về phong trào sinh vật cảnh, đặc biệt không tương vườn của anh phong trào sinh vật cảnh trên địa bàn chủ tịch hội sinh vật cảnh thị trấn Văn Giang. Hôm nay thì là anh em Văn Giang tổ chức cái chương trình tổng kết, một chương trình do thiếu định hướng là ít giao lưu sớm, mặc dù là nơi sản xuất các cũng như khai thác được rất nhiều cây vì có lý do phôi đẹp, bởi vì là nó một làng nghề thì thường là các anh sẽ dành nhiều thời gian để trước mắt những ngày cuối năm cho việc thương mại, cái đằng nào cũng phải mời nên là phải mời trước làm sớm, lại một năm nữa sắp qua đi và cũng trải qua một năm đầy sóng gió, nhưng mà cũng thật là tuyệt vời là cái phong trào sinh vật cảnh của chúng ta là cây phát triển cực kỳ là tốt luôn, với minh chứng là rất là nhiều những cái cuộc triển lãm đã diễn ra trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là năm 2023. Ngày hôm nay thì về vườn anh Minh Nghiệp, anh em Văn Giang cũng đang tổ chức cái chương trình tổng kết rất là ý nghĩa, rất là thú vị. Là vinh dự ngày hôm nay Hoàng Lịch Thiệp được các anh chú mời qua đây để với những tấm gương xuất sắc tiêu biểu đã đóng góp chương trình cho phong trào tổng kết và sự phát triển chung rất là ý nghĩa này. Hy vọng rằng với một cái tinh thần mà các anh ấy đang hứng khởi như thế này thì sang năm 2024 sẽ phát triển mạnh mẽ hơn 2023, đặc biệt là biến những cái tinh thần đó thành những cái giá trị, phải không quý vị, đặc biệt là giá trị kinh tế, giá trị về đam mê. Cái vườn của anh Nghiệp thì cũng đã được cải tạo nâng cấp lên rất là nhiều thời gian vừa rồi. Chắc là quý vị các bạn mà theo dõi thường xuyên thì Nghiệp đã ghi hình cái vườn của anh Nghiệp khá là nhiều lần. Ta cùng lướt qua cái không gian của vườn anh Nghiệp. Đấy, quý vị thấy là những cái tác phẩm rất là quý. Và mình vào cái không khí của làng cây. Bây giờ đang là triển lãm Yên Phong Bắc Ninh. Từ nay đến Tết thì chắc chắn là các cái chương trình giao lưu rồi tổng kết sẽ diễn ra liên tục và thường xuyên, nên là sẽ rất nhiều bữa tiệc diễn ra. Nhưng mà với anh em Văn Giang thì nó là một điều khác, bởi vì Văn Giang là một cái gọi là làng nghề truyền thống hoa cây cảnh rất là nổi tiếng trên cả nước. Và ở nơi đây thì đã sản sinh ra rất nhiều những tác phẩm đẹp cũng như là tạo ra giá trị kinh tế rất là lớn. Thế theo cái lời phát biểu của anh Trương Minh Nghiệp, chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thị trấn, làm vườn chuyên nghiệp mà còn thu hút được nhiều những đối tượng cùng tham gia như các gia đình công chức, người trẻ tuổi, các hộ gia đình còn khó khăn về kinh tế. Anh em cũng trưng bày một số cái tác phẩm là những cái phôi rất là chất lượng ở đây để cho mọi người đến đây tham quan và cũng có thể là giao lưu. Cũng hy vọng rằng là tới đây thì cái chương trình chợ phiên cũng sẽ, rồi thì là chương trình đấu giá của sàn sinh vật cảnh cũng sẽ được các anh Văn Giang đó như là chủ động tham gia tích cực hơn để góp chung vào cái sự phát triển của cộng đồng, cũng là cái cơ hội để cho chúng ta tạo dựng nên một cái phong trào mới, một cái tinh thần, một cái cách làm mới. Mặc dù đã có những tiến bộ nhưng phong trào vẫn chưa thực sự phát huy đúng tiềm năng thế mạnh của địa phương. Bây giờ thì nó hơi tối rồi, nhưng mà
còn nhiều chủ nhà vườn vẫn còn là rất là đẹp đúng không ạ? Ta vẫn nhìn thấy rất là đẹp. Tác phẩm rất là đẹp nha. Đúng rồi, cái câu chuyện là đoàn kết là cái quan trọng nhất. Đoàn kết là rất quan trọng. Anh em, chúng ta cần phải đoàn kết hơn nữa. Tất cả các cái chương trình mà anh em xây dựng thì nên chủ động tham gia, không nên là bị động rồi chờ đợi, chờ nóng rồi là xem xét kỹ quá, đúng không ạ? Chúng ta chủ động tham gia. Ngày càng tăng cao, vì vậy mà chúng ta cần nâng cao giá trị cuộc sống, đặc biệt là mời cả nhà cùng ngắm qua nhé. Là vô cùng cần thiết. Nghệ thuật xin được cảnh đã đóng góp không nhỏ cho việc thỏa mãn nhu cầu thiết thực đó. Một phương hướng phát biểu hay quá. Phần chúng ta phấn đấu để nghề xin được cảnh chúng ta trở thành nhỏ thôi nhưng mà có võ giao dịch tới đây các bác. Cái này giao lưu rồi nha. Để phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo ra nhiều công việc làm mới, nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật. Thành Kiên Chu giao dịch về này. Hữu Còi. Góp phần tích cực trong việc tạo ra môi trường xanh sạch đẹp ở các công sở, gia đình, người đóng các đẹp truyền thống, bản sắc dân tộc và từng tác phẩm nghệ thuật. Một, đẩy mạnh công tác vận động để mỗi một hội viên hiểu rõ mục đích của hội. Ui, cái lô này mà để đấu giá thì tuyệt vời. Đó là đồ chất không? Thứ hai, tuyên truyền vận động để nhiều người cùng tham gia trong phong trào sinh vật cảnh. Thứ ba, có kế hoạch xây dựng những mô hình sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh. Không gian này được thay đổi khá là nhiều. Động viên nhân dân tích cực tham gia và phát triển phong trào một cách chuyên sâu về những góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước. Hay quá. Cây huyền này đẹp quá này. Văn Giang có rất là nhiều nhà vườn lớn, chất lượng cao, nhiều sản phẩm tiềm năng. Đấy, rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng là tới đây thì cái phong trào ở đây nó phát triển mạnh mẽ hơn nữa và anh em đoàn kết tạo ra nhiều cái cuộc chơi cũng như là tạo nên nhiều những cái giá trị mới. Cây đẹp chưa này cả nhà? Chúng ta còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Chúng tôi mong muốn sự phấn đấu nỗ lực của mỗi hội viên trong hội làm rất tự nhiên nha. Đoàn kết góp phần đưa phong trào sinh vật cảnh thị trấn ngày một đi lên. Cái xì bút đỏ này đẹp chưa? Quá đẹp. Cái góc này cũng được design để co lại, sắp xếp lại, sửa lại, làm cho cái khu vườn này rất là hay. Đấy. Và bây giờ sẽ là khoảng 10 phút để chúng ta cùng đến với phần tham luận của các hội viên. Và vừa rồi với những lời phát biểu của ông Trử Minh Nghiệp như vậy thì chúng tôi mong muốn sự đóng góp và những sáng kiến vâng ạ và những lời đóng góp. Những cái tác phẩm rất là đẹp nha cả nhà. Xin mời các hội viên chúng ta sẽ cùng thảo luận trong giây lát ạ. Xin kính mời các anh. Ồ, cái chương trình rất hay nha. Có cái chương trình thảo luận giữa các cái hội viên rất là hay. Đóng góp cho lời phát biểu và những lời phần báo cáo và phương hướng hoạt động của Hội Sinh vật cảnh thị trấn Văn Giang năm 2024. Có ai có ý kiến gì không ạ? Nếu như quý vị chúng ta đồng ý thì hãy dành một tràng pháo tay lớn dành đến cho ông Trử Minh Nghiệp đi ạ. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những lời phát biểu của ông Man Minh Hưng, Ủy viên Thường vụ Hội Sinh vật cảnh Hưng Yên, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện Văn Giang. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Rất tuyệt, bây giờ là đến lãnh đạo Hội Sinh vật cảnh của huyện. Hội Sinh vật cảnh huyện Đông Anh, xã Thục Công, xã Bát Tràng. Chạy về chứ. Xin chào toàn thể các bác. Chúng tôi rất vui mừng phấn khởi được có mặt tại đây hôm nay. Và thực ra thì cũng rất là nhiều và chúng tôi cũng có tham gia quá nhiều.
Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi thấy rất mừng phấn khởi bởi vì trên địa bàn toàn huyện chúng ta không phải xã nào cũng làm được như thế này và không phải đơn vị nào cũng làm được, kể cả trên địa bàn tỉnh cũng rất yên tâm tổ chức được những từ nhỏ trong nhà ta. Đây là niềm vui phấn khởi và là cơ hội để chúng ta sẽ mở một tràng pháo tay để cùng chúc mừng cho phong trào của chúng ta. Trong chương trình ngày hôm nay cho phép tôi xin có một bài thơm thế nhá, ngắn thôi, mùi ngon đấy. Xin phép nhắc lại bài thơ của nhà báo sử anh Lưu Trường Sơn, nhà báo Lưu Trường Sơn cũng đã có một bài thơ rất tâm huyết nói về cái niềm say mê cây cảnh của anh em chúng ta. Thế là vào khúc yêu sau lưng nhung nhớ sáng nắng chưa xem tối lại sầu. Mẩn mê như mẩn, quên cả vợ, đang tỉnh hay say, hoặc đã khờ. Một bài thơ rất hay của anh Lưu Trường Sơn. Và tôi lại đề nghị chúng ta sẽ dùng tràng pháo tay nữa. Một bài thơ thôi. Xin phép toàn thể quý vị là trong thuật ngữ nói về sự cực cảnh, nó giàu lòng đam mê, giàu tính nhân văn. Người ta có thể ví tác phẩm sự cực cảnh nghệ thuật đẹp như cô gái ở tuổi trăng tròn, căng tràn sức sống. Wow. Ở đây có một cái không gian rất là cổ kính, nó như là một cái không gian cổ đặc biệt, rất tuyệt vời. Ánh sáng cũng như bài phát biểu của Chủ tịch Nghiệp đã có nói sân chơi sinh cực cảnh của chúng ta là một sân chơi rộng lớn và thường gắn liền với các sự kiện chính trị lớn, ví dụ như đại hội đảng, ví dụ như 1000 năm Thăng Long. Chắc chắn rằng sẽ không có một sân chơi, ví dụ như là sân chơi khác được tổ chức rộng lớn như thế. Ví dụ như là tranh, tôi xin lỗi là không có thể, mọi sự so sánh thì người ta nói đều là khập khiễng và chưa đầy đủ. Nhưng có một sự thật rằng sân chơi sinh vật cảnh thường là rộng lớn hơn. Có thể thu hút không phân biệt người giàu, người nghèo, không phân biệt về tuổi tác, về trình độ học vấn, về không gian và thời gian. Ở đây có các bác anh cũng đã từng không chỉ tham gia những sự kiện ở trong nước mà còn tham gia ở cả nước ngoài. Và chúng ta cũng rất vinh dự được đón những đoàn khách từ nước ngoài về tham quan phong trào sinh vật cảnh của chúng ta. Và chúng tôi thì cũng không có tham vọng nói nhiều, nhưng qua chương trình ngày hôm nay thì vừa nãy tôi có trao đổi với anh Nghiệp và một số các anh trong hội sinh vật cảnh thị trấn. Chúng tôi cũng rất hy vọng sang năm có thể chúng ta không phải tổ chức ở chương trình như thế này. Mặc dù với chúng tôi có thể rằng là tiếp tục tham gia với phong trào sinh vật cảnh của huyện, cũng có thể là không tiếp tục tham gia. Nhưng mà nếu chúng tôi không tiếp tục tham gia thì các bác các anh cũng sẽ lựa chọn những thành viên có đủ khả năng, trình độ để tiếp tục công việc. Nhưng chúng tôi cũng hy vọng sang năm chúng ta, kể cả là riêng thị trấn Tân Giang thì sẽ không phải tổ chức ở một quy mô như thế này. Có thể nhìn rất cổ kính nhá. Hơn và lúc đó thì tôi nghĩ rằng là ít nhất chúng ta nên tổ chức ở tại khu trung tâm của xã, của thị trấn Tân Giang. Lúc đó thì sẽ có nhiều các nghệ nhân khác đến từ các khu vực khác có cơ hội được tham gia cùng với chúng ta, mang nhiều những tác phẩm nghệ thuật sinh vật cảnh đẹp để tạo ra một sân chơi rộng lớn hơn và nhiều người có thể tham gia được hơn trong chương trình ngày hôm nay. Wow wow. Ồ, cái gì rất độc đáo. Có ý kiến nhiều. Chúng tôi wow. Nào ban ngày sang ngắm chi tiết hết cả nhà. Đặc biệt luôn. Wow. Cái đường chạy cực phê. Rất tuyệt vời. Phát biểu hay quá các anh bên này. Các anh bên này phát biểu hay quá. Tuyệt vời. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những lời phát biểu của ông Phan Minh Hưng, Ủy viên Thường vụ Hội Sinh vật cảnh Hưng Yên, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện Văn Giang. Và phải nói rằng nếu như anh so sánh những tác phẩm nghệ thuật của chúng ta như là những cô gái 10 năm tuổi trăng tròn đẹp nhất, ai cũng muốn chiêm ngưỡng, ai cũng muốn nhìn ngắm và theo lên em. Trên này như là nó dựng lạc vào một cái rừng cây nào đó, rất đặc biệt. Mỗi người có một phong cách sáng tác và mỗi người có một phong cách cuốn cây, nắm cây khác nhau. Và nói như anh Phan Minh Hưng lúc nãy chúng em với anh thì có nói rất huyền bí. Vâng ạ, kéo. Ok, cảm ơn quý vị. Chúc cho anh em bộ sinh vật cảnh thị trấn và huyện Văn Giang nói rằng trong giới sinh vật cảnh của anh thì không cây nào giống cây nào,
tổng kết thành công tốt đẹp anh em đoàn kết sang năm 2024 sẽ nhận được nhiều mục tiêu lớn. Thật sự rằng là với sự góp mặt của quý vị, với sự đóng góp của quý vị đã cùng tạo nên cho một văn gian của chúng ta là biểu tượng của làng quê đẹp nhất. Chúc quý vị luôn vui vẻ hạnh phúc, may mắn, tạm biệt.